Hai xin chào các bạn, bữa nay mình sẽ quay tập 5 bộ phim Cuộc sống ra đời búp bê Barbie. Ui da. Hai. Thiệt luôn á. Mới đi có một tí thôi mà hai con nương ở nhà lại ngủ ngon giấc rồi đó. Thiệt. Không hiểu sao. Trời ơi, tôi ngồi có cái ghế cũng không giữ nữa. Ai ngồi được đi nha. Em ngồi thì ngồi đi. Em đó nha. Lâu ngày rồi ở đây rồi Lucy thương em quá rồi em keo kiệt hả? Tớ đâu, em có keo kiệt đâu. Đồ gì cũng lấy của con bé, cả bộ đồ mà nó thích nhất nữa, em cũng dành. Rồi bây giờ em còn muốn cái gì nữa của con bé đây? Em muốn giết nó luôn hả? Có đâu. Nghĩa quan cho người ta đó. Này anh kia, sao anh nghĩ sao mà tưởng anh lớn tuổi hơn tôi là anh nhẹ nhõm hả? Còn lâu nữa nha. Cô lại quá nữa nha. Tôi làm quá làm sao? Anh làm gì tôi? Miễn sao Lucy tin tưởng tôi là tôi không bao giờ cần con người nào tin tưởng tôi cả. Tôi nói chuyện với cô không hiểu không à? Tôi không hiểu là làm sao hả? Ây da, Lucy à. Cô ta bị cha tôi uống thuốc mê rồi. Còn cô giáo cho em tôi uống thuốc mê à. Thì sao? Cô giáo vậy đó à. Nó tin tưởng cô mà cô lại làm như nó như thế đó à. Thì sao? Chị Phơi, chị Phơi. Chị Phơi, chị Phơi. Chị Phơi, nó bị đột quần.